Ngoài này có cơm không? Có. Ăn cơm với gì? Có một vịt cái gì? Vịt nó ăn ba bữa ngán rồi. Ngán rồi, phải ngán rồi. Đỏ món đi. Sao biết hay vậy? Chị cũng có vợ con rồi đó. Bà Linh mới gọi cho em nay mới qua đây nè. Vợ tôi nói lại nha, bà với bà Linh đó bây giờ là đó không tin hỏi má tôi hết cặn dầu rồi, khỏi qua mấy vốn gì á. Mình gặp chị sao Linh vậy hả? Này nè. Tự nhiên cái bà chết nặng dâu à. Ừ, thương nó. Hoài luôn á, tự nhiên
Thì bây giờ vợ của cậu bé kêu là mở dưới lên kêu cậu luôn. Tao không chấp nhận ai làm vợ làm chồng tao á. Hả? Mày nói làm sao? Tao không chấp nhận ai làm vợ làm chồng tao á. Đi đi, đi xem nhỏ nào có con này đó. Không biết vợ giấy đăng ký kết hôn là được rồi. Không mà ai. Được mà làm gì tôi? Tôi chịu. Làm gì thôi? Tôi cái vụ tôi cho lên một chiếc mũ tôi đâu có con thiệt đâu hơn. Hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung dừa. À, đừng đưa giấy thì gã thua luôn. Thua mày buồn luôn. Nhưng mà phải sao mà đi coi nhầy coi đồ hết cho con. Mày đừng có tào lao nha, tôi là lên đến chùa. Bà đâu thương ai mà thương chủ nhầy hả? Thua anh đàng hoàng luôn, có họ tên đàng hoàng trong giấy kết hôn thì luôn nè. Ông mẫu là như con này là hết tốt, có làm như phim tàu. Ngày là hết tốt. Tốt con này là từ những ngày làm tới ngày đó. Thầy tại đó cũng phải vài năm nữa. Vài năm bây giờ nó ham dâu quá rồi, còn nói vài năm chừng nào nữa. Mày hứa tao lần này hết nhiều 10 năm rồi. Ham dâu tự nhiên lấy vô hiền vô thảo không lấy bài dâu cà cà ruột này chi vậy? Không, em phải cho cà cà ruột đâu, em đi dấu thảo mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ông nuốt hết mình ra món chi cho bà ngoại. Ngày qua mày thấy tao mua
ký gạo với thùng mì mày. Ông mua 10 ký gạo chứ chứ ông chiêu mày đâu, lỡ mày mua hết rồi bán sao? Trời gạo ta ăn mình hả? Ừ, mua 2-3 ký thôi. Mà qua ý tưởng của ai mà cô bé ăn 2 phần. Nó chia 3 phần mà cô bé ăn hết 2 phần rồi. Tao nói mày cũng vũ lấy nó, sao này nãy giờ mày nói cho ông Thảo biết đi. Ô, ăn hết rã không nói. Giờ mày nói cho ông Thảo biết luôn mày. Ủa Hưng, mà chuyện này là sao vậy? Cái này chuyện chuyện nội bộ không có gì á. Giờ của ổng kiện, bé của kiện. Mất bao nhiêu kiện tao nữa? Thì ông chịu ông ký cái hồn đó. Ủa bây giờ nó không hiểu thằng đó là con giả. Mà sao nãy giờ không nó kêu con ruột kìa. Con ruột á, đừng tin ổng. Má giờ nói nó không tiếng, cho nó vậy má. Không có, giờ tao kiểu nó là giờ tao nói cứ gì như thương hả? Trời, muốn đi thương gì á, đi đó bây giờ chúng tôi lên cầu nàng lên thương chủ trì chùa á. Bé mẹ con còn tỉnh. Mẹ mẹ còn ai làm ngay chuyện tụi không tưởng thiệt luôn á. Thì có tạo ai làm ngay cũng là ổng mới tưởng thiệt. Ủa mà chết cái hồn đâu đem qua thiệt kìa. Tao phải đi mượn nè, chạy kiếm mượn cũng chết, người ta đâu có chọn mượn đâu. Tao mượn cái này mới thiệt mới cho không được chứ. Nói không không, cái chạy trong bữa đâu có tin đâu. Có cái này đàng hoàng chứ không. Cười hả? Mới tin đó. Hạn chi, y chang thiệt luôn. Rồi thôi chứ vậy, tắt máy đi. Vậy ổng mới sợ chứ. Nói gì giấy mượn đâu có tin đâu. Thôi chào mọi người, chạy chạy chạy.